11 cách làm giàu nhanh nhất ở nông thôn mà ít ai chịu làm. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề vô cùng thú vị, làm giàu từ nông thôn. Bạn có bao giờ tự hỏi, làm nông nghiệp có thể làm giàu được không? Liệu có thể trở thành triệu phú từ những cánh đồng, ao cá hay không? Hay tất cả chỉ là mơ mộng viển vông? Thật ra, không chỉ ở thành phố mà ngay tại nông thôn, các bạn cũng có thể làm giàu một cách hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được thành công, bạn cần có kế hoạch chi tiết, ý tưởng rõ ràng, mục tiêu cụ thể và hơn hết là đam mê và quyết tâm. Chỉ khi có đủ những yếu tố đó, bạn mới có thể nhanh chóng gây dựng nên cơ đồ hoành tráng ngay trên chính quê hương của mình. Khi nhắc đến nông thôn, nhiều người thường nghĩ đến những vùng đất nghèo nàn, buồn tẻ, quanh năm chỉ gắn liền với ruộng vườn, trồng cây, chăn nuôi. Nhưng đó là suy nghĩ của thời kỳ trước. Ngày nay, nông thôn đã phát triển rất mạnh mẽ và sầm uất với đầy đủ dịch vụ, tiện nghi. Lý do chính là bởi nông thôn hiện tại ẩn chứa nhiều tiềm năng lớn, là mảnh đất vàng cho những ai biết nắm bắt cơ hội và khát khao làm giàu. Nếu bạn đang dự định bỏ phố về quê để nuôi cá, trồng rau, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Trước khi đi vào nội dung chính, nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, vui lòng bấm thích, share để lan tỏa đến nhiều người hơn. Hãy bình luận "tôi sẵn sàng" và chuẩn bị giấy bút ghi lại những bài học hữu ích bạn đã bình luận. Chúng ta bắt đầu với những mô hình kinh doanh tại nông thôn giúp bạn nhanh chóng làm giàu. Thứ nhất, du lịch trải nghiệm ở nông thôn. Đây là mô hình đang trở thành xu hướng hot trong thời gian gần đây, đặc biệt khi nhu cầu tìm về với thiên nhiên và trải nghiệm cuộc sống giản dị đang ngày càng gia tăng. Đây là một hình thức du lịch không chỉ thu hút khách trong nước mà còn hấp dẫn nhiều du khách quốc tế. Với sự phát triển của nền kinh tế, nhiều người dân tìm kiếm những nơi yên bình, tránh xa sự ồn ào của đô thị, và nông thôn chính là điểm đến lý tưởng cho những chuyến đi như vậy. Kinh doanh du lịch trải nghiệm nông thôn mang lại cơ hội không chỉ cho những người làm du lịch mà còn cho cả cộng đồng địa phương. Du khách không chỉ đến để nghỉ ngơi mà còn để trải nghiệm các hoạt động gắn liền với cuộc sống hàng ngày ở nông thôn như trồng trọt, thu hoạch, chăm sóc gia súc hay tham gia vào các hoạt động văn hóa dân gian. Điều này không chỉ giúp họ có những trải nghiệm mới lạ, thú vị mà còn hiểu hơn về giá trị của lao động và cuộc sống nơi làng quê. Bên cạnh đó, những đặc sản địa phương như các món ăn truyền thống hay các sản phẩm thủ công cũng là điểm thu hút lớn đối với du khách. Để thành công trong việc kinh doanh du lịch trải nghiệm nông thôn, trước hết, bạn cần có một kế hoạch cụ thể và đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Điều này có thể bắt đầu từ việc cải tạo nhà ở thành các homestay đơn giản nhưng ấm cúng, tạo không gian xanh, thoáng mát với vườn cây, ao cá. Đồng thời, bạn cần chú trọng phát triển các dịch vụ bổ sung như tổ chức các tour trải nghiệm thực tế, hướng dẫn khách tham quan các làng nghề truyền thống, hoặc đưa họ khám phá những cảnh đẹp tự nhiên của vùng quê. Một yếu tố quan trọng để thu hút du khách là quảng bá hiệu quả trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube. Video về du lịch trải nghiệm nông thôn không chỉ cần truyền tải vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất, mà còn phải truyền cảm hứng cho khán giả bằng cách nhấn mạnh vào sự yên bình, giản dị của cuộc sống nông thôn và những trải nghiệm khó quên khi tham gia các hoạt động thực tế. Bạn có thể quay lại các khoảnh khắc như du khách tự tay bắt cá, thu hoạch lúa hay cùng nấu các món ăn truyền thống với người dân địa phương. Với một chiến lược quảng bá sáng tạo, kết hợp với những trải nghiệm chân thực và chất lượng dịch vụ tốt, du lịch trải nghiệm nông thôn không chỉ giúp bạn thu hút du khách mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế bền vững cho địa phương. Đây không chỉ là một hình thức kinh doanh mà còn là cách kết nối con người với thiên nhiên và mang lại giá trị cho cả hai phía. Thứ hai, mô hình vườn, ao, chuồng. Đây không chỉ là một khái niệm quen thuộc, mà còn là cơ hội vàng cho người dân ở nông thôn. Dù đã tồn tại từ lâu, nhưng mô hình này vẫn mang lại lợi nhuận cao cho những ai biết tận dụng. Bằng chứng là nhiều trường hợp đã thành công, và chắc chắn đây là cách làm giàu nhanh nhất với một diện tích đất vừa phải. Mô hình vườn ao chuồng kết hợp giữa trồng cây, nuôi cá và chăn nuôi gia súc, gia cầm, giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh tế trên từng mét vuông đất. Điểm đặc biệt là chi phí đầu tư không quá lớn, chỉ từ 150 đến 200 triệu đồng. Số tiền này sẽ dùng cho việc mua giống cây, xây dựng ao nuôi cá và chuồng trại. Phương pháp này không chỉ giúp bạn làm giàu, mà còn góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc quản lý chất thải thông minh, như sử dụng hầm biogas. Một ví dụ tiêu biểu là ông Phùng Thanh Thản, nhờ áp dụng mô hình này mà cuộc sống gia đình ông đã thay đổi đáng kể, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng xung quanh. Thứ ba, mô hình trồng rau sạch. Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn của người tiêu dùng ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, thị trường hiện nay đang gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ lượng rau sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Đó chính là lý do tại sao đầu tư vào mô hình trồng rau sạch không chỉ là một cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng, mà còn là con đường nhanh chóng giúp bạn làm giàu, đặc biệt là ở nông thôn. Tuy nhiên, để thành công trong việc khởi nghiệp từ mô hình này, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng từng bước. Trước hết, về vấn đề vốn đầu tư, điều này phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của bạn. Nếu bạn đã sở hữu đất đai và cơ sở hạ tầng, vốn đầu tư sẽ ít hơn so với việc bạn phải thuê đất. Quy mô của dự án cũng ảnh hưởng đến số tiền cần chuẩn bị, từ vài trăm triệu đồng cho mô hình nhỏ đến hàng tỷ đồng cho mô hình lớn. Về địa điểm, nếu bạn đã có đất, hãy đảm bảo rằng đất đã được cải tạo sao cho tơi xốp và sạch sẽ. Nếu chưa có đất, bạn cần lựa chọn địa điểm rộng từ 300 đến 500 m2 với nguồn nước sạch và khí hậu thuận lợi. Chất lượng hạt giống và kỹ thuật trồng trọt cũng là yếu tố quan trọng. Bạn có thể mua hạt giống từ các công ty, đại lý uy tín hoặc trung tâm cây giống. Trong quá trình trồng rau, đảm bảo tính sạch và tự nhiên là điều cần thiết. Tránh sử dụng các chất kích thích, thuốc bảo vệ thực vật hay thuốc trừ sâu. Không chỉ cung cấp rau sạch qua các kênh bán buôn và chợ đầu mối, nếu sản phẩm của bạn đạt chất lượng tốt, bạn còn có thể tiếp cận các siêu thị và thậm chí xuất khẩu, mang lại lợi nhuận khổng lồ. Không thể phủ nhận sự đa dạng của các mô hình trồng rau sạch hiện nay, từ thổ canh, thủy canh, khí canh đến aquaponics. Mỗi mô hình đều có những ưu điểm riêng, thu hút nhiều người quan tâm nhờ tính tiện ích và hiệu quả kinh tế. Mỗi mô hình có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn khi phát triển kinh doanh rau sạch. Thứ tư, học cách làm giàu từ việc quay video trên YouTube và TikTok. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã mở ra những cơ hội mới cho người dân nông thôn. Trong đó, YouTube và TikTok đã trở thành hai nền tảng mạng xã hội phổ biến, không chỉ để giải trí mà còn để chia sẻ đam mê và kiếm tiền. Quay video trên YouTube giúp bạn thu nhập từ số lượt xem và tương tác. Để thành công, bạn cần lên kế hoạch nội dung tỉ mỉ và sáng tạo để thu hút khán giả. Ngoài ra, TikTok cũng là một nền tảng tiềm năng để kiếm tiền từ quảng cáo. Để trở thành hiện tượng trên TikTok, bạn cần tạo ra nội dung độc đáo, thu hút sự chú ý của các nhãn hàng. Quay video trên cả YouTube và TikTok không chỉ là cách kiếm tiền, mà còn là cơ hội để bạn nổi bật, thu hút sự chú ý của nhiều người. Chia sẻ ý tưởng và đam mê của bạn một cách sáng tạo, bạn có thể trở thành hiện tượng mạng và mở ra những cơ hội kinh doanh, quảng cáo. Thứ năm, chăn nuôi lợn. Để đạt hiệu quả, việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm là vô cùng quan trọng. Nếu nuôi heo nái để bán con giống, bạn cần liên hệ với các trang trại lợn thịt uy tín để xuất khẩu giống. Việc này đòi hỏi sự tìm hiểu và kết nối để đảm bảo bán được giống với giá cao và chất lượng tốt. Nếu nuôi lợn để bán thịt, tìm kiếm các kênh tiêu thụ như lò mổ, siêu thị lớn, nhà hàng, cửa hàng thực phẩm là những đối tác tiềm năng mà bạn nên tiếp cận. Đồng thời, bạn cũng cần xem xét đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua các kênh trực tuyến hoặc các hình thức tiếp thị mới. Việc tìm kiếm đầu ra phải được ưu tiên hàng đầu trước khi bạn bắt tay vào chăn nuôi lợn. Nếu không có đầu ra đảm bảo, việc nuôi lợn sẽ trở nên tốn kém và không hiệu quả, dù sản lượng của bạn có tăng lên đi chăng nữa. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian và nỗ lực để nghiên cứu thị trường và thiết lập mối quan hệ với các đối tác tiềm năng trước khi bắt đầu kinh doanh chăn nuôi lợn. Thứ 6. Nuôi cá tôm theo vùng miền. Nuôi cá, tôm là một hình thức kinh doanh nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi vùng miền có điều kiện tự nhiên và thị trường tiêu thụ khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn loài cá và cách tiếp cận thị trường. Ở các vùng có điều kiện nước ngọt phong phú như sông ngòi, hồ lớn, việc nuôi cá nước ngọt như cá chấm, cá chép, cá quả, cá rô phi là lựa chọn phổ biến. Bạn cần tìm hiểu kỹ về môi trường sống, chế độ dinh dưỡng và quản lý ao nuôi để đảm bảo sức khỏe và năng suất của cá. Ở những vùng có điều kiện nước mặn, nuôi cá, tôm như cá tra, cá ba sa lại phổ biến hơn. Điều quan trọng là phải chọn giống chất lượng và áp dụng các phương pháp nuôi tiên tiến để đạt được hiệu quả cao. Ngoài ra, việc xây dựng hệ thống xử lý nước và phòng chống dịch bệnh là yếu tố cực kỳ quan trọng. Trước khi bắt đầu kinh doanh, bạn cần nắm rõ thị trường địa phương và tiếp cận các kênh tiêu thụ như cửa hàng, siêu thị hoặc các đầu mối buôn để đảm bảo sản phẩm của mình được tiêu thụ thuận lợi và hiệu quả. Đồng thời, việc thiết lập mối quan hệ với các đối tác trong ngành cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn kinh doanh cá tôm thành công và bền vững. Thứ 7. Dịch vụ cho thuê xe chở hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm một ý tưởng làm giàu ở nông thôn, dịch vụ cho thuê xe chở hàng là một cách làm giàu và khá lý tưởng. Hiện nay, người dân nông thôn vẫn chủ yếu tập trung vào trồng trọt và chăn nuôi. Do đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ chở hàng như lúa gạo, khoai, vật nuôi, con giống, thức ăn chăn nuôi là rất lớn. số vốn bạn cần đầu tư không quá cao, chỉ khoảng 50 đến 100 triệu đồng cho 5 đến 10 chiếc xe chở hàng. Nếu ít vốn, bạn có thể bắt đầu với một chiếc xe 3 gác hoặc xe tải nhỏ. Còn nếu nhiều vốn hơn, bạn có thể đầu tư máy cày, xe tải lớn. Bạn có thể cho khách thuê theo quãng đường, theo ngày, theo mùa vụ hoặc cung cấp dịch vụ đưa đón theo yêu cầu. Tuy nhiên, bạn cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng dịch vụ, tạo dựng uy tín và thương hiệu để xây dựng niềm tin với khách hàng, từ đó có được lượng khách ổn định. Đây là một mô hình rất được ưa chuộng hiện nay. Thứ 8. Mô hình trồng nấm. Nấm không chỉ là một mặt hàng được ưa chuộng, mà còn là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình. Với khả năng chế biến thành nhiều món ngon và bổ dưỡng, nấm đã trở thành lựa chọn hàng đầu trên thị trường. Điều đặc biệt là bạn chỉ cần khoảng 20 đến 30 triệu đồng để bắt đầu kinh doanh mô hình trồng nấm, một con số vốn rất nhỏ so với tiềm năng lợi nhuận mà nó mang lại. Điều này thật sự đáng kinh ngạc, phải không nào? Trên thị trường hiện nay, giá trị của nấm dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg. Mỗi ngày, bạn có thể bán ra từ 30 đến 50 kg nấm cho người dân hoặc cung cấp cho các xưởng, chợ đầu mối. Với mỗi ngày làm việc, bạn có thể thu về từ 1 đến 2 triệu đồng, thật không tồi chút nào phải không? Không chỉ vậy, quá trình thu hoạch nấm cũng diễn ra khá nhanh, chỉ sau 3 đến 5 tháng từ khi trồng. Bạn cũng có thể mở rộng thị trường bằng cách kinh doanh nhiều loại nấm khác nhau như nấm rơm, nấm bào ngư, nấm kim châm, giúp tăng cường sự đa dạng cho sản phẩm. Để thành công trong kinh doanh nấm, bạn cần đặc biệt chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp sản phẩm sạch cho khách hàng là yếu tố quan trọng nhất. Bằng cách này, bạn có thể xây dựng uy tín và thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Thứ 9. Dịch vụ sửa chữa, bảo trì máy móc nông nghiệp. Đây là một ý tưởng kinh doanh đầy tiềm năng tại các vùng nông thôn, đặc biệt trong bối cảnh nông nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ở các khu vực nông thôn, máy móc như máy cày, máy gặt đập liên hợp hay các thiết bị tưới tiêu tự động là công cụ không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên trong điều kiện môi trường khắc nghiệt và cường độ cao khiến cho các thiết bị này dễ gặp phải những trục trặc kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu sửa chữa và bảo trì máy móc nông nghiệp luôn ở mức cao. Khi mở một xưởng sửa chữa và bảo trì máy móc nông nghiệp, bạn không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân, mà còn giúp họ đảm bảo hiệu suất làm việc của máy móc, từ đó nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, dịch vụ này còn giúp giảm thiểu chi phí cho người dân, tránh việc phải mua mới máy móc khi gặp sự cố, một vấn đề không hề nhỏ đối với các hộ gia đình làm nông. Bạn có thể cung cấp các gói bảo trì định kỳ, sửa chữa tại chỗ hoặc dịch vụ giao nhận máy móc hư hỏng, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho nông dân. Để thành công trong lĩnh vực này, trước hết bạn cần đầu tư vào việc đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên môn về các loại máy móc nông nghiệp. Kỹ thuật sửa chữa cần phải được thực hiện bởi những thợ lành nghề, am hiểu về máy móc và có khả năng xử lý các sự cố nhanh chóng. Ngoài ra, cần có sẵn nguồn phụ tùng thay thế chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh nhất. Đặc biệt, bạn có thể kết hợp với việc cung cấp phụ tùng chính hãng và những thiết bị nâng cấp, giúp người dân cải thiện hiệu quả sử dụng máy móc. Quan trọng không kém là việc xây dựng uy tín và tạo dựng thương hiệu tại địa phương. Khi dịch vụ của bạn đáng tin cậy, chất lượng sửa chữa tốt, người dân sẽ quay lại và giới thiệu cho những người khác. Sự tín nhiệm của cộng đồng sẽ giúp bạn phát triển bền vững trong lĩnh vực này. Với dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy móc nông nghiệp, bạn có thể không chỉ giúp nông dân tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, mà còn tạo ra một nguồn thu nhập ổn định và lâu dài cho bản thân. Thứ 10. Kinh doanh hoa tươi. Một ý tưởng kinh doanh hấp dẫn khác để làm giàu nhanh chóng ở nông thôn là kinh doanh hoa tươi. Nhu cầu sử dụng hoa tươi ngày càng tăng, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm quan trọng. Với một kế hoạch kinh doanh tỉ mỉ và vốn đầu tư nhỏ, bạn có thể bắt đầu kinh doanh mô hình này hiệu quả. Đầu tư vào kinh doanh hoa tươi có thể chỉ cần khoảng 10 đến 15 triệu đồng, bao gồm các chi phí như thuê mặt bằng, ưu tiên khu vực đông dân cư. Trang trí cửa hàng sao cho sạch sẽ, thoáng đãng và thân thiện cũng rất quan trọng. Nguồn cung hoa có thể đến từ các chợ đầu mối, vườn hoa hoặc bạn cũng có thể tự trồng. Tuy nhiên, việc đảm bảo chất lượng và độ tươi mới của hoa là điều không thể bỏ qua. Ngoài ra, cần dự trù chi phí cho các rủi ro tiềm ẩn và các chiến dịch quảng cáo để mở rộng thị trường. Dù bạn chọn hình thức kinh doanh hoa tươi qua cửa hàng hay bán trực tiếp tại vườn, việc quản lý và chăm sóc hoa là yếu tố quyết định thành công. Chất lượng hoa phải luôn tươi mới, không héo úa. Đồng thời, bạn cần lựa chọn những loại hoa phù hợp với khí hậu, thời tiết để đảm bảo sản phẩm luôn ổn định và có chất lượng cao nhất. Với sự chăm sóc kỹ lưỡng và sáng tạo trong việc lựa chọn sản phẩm, kinh doanh hoa tươi có thể mang lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và hấp dẫn. Thứ 11. Kinh doanh phân bón và thuốc trừ sâu. Đây là một trong những cách hiệu quả để làm giàu nhanh chóng ở nông thôn, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp. Sản phẩm này không chỉ cần thiết, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và tăng cường năng suất của cây trồng, đồng thời ngăn ngừa sâu bệnh. Để thành công trong lĩnh vực này, trước hết, bạn cần nghiên cứu kỹ thị trường và xác định khách hàng tiềm năng. Tìm đầu ra cho sản phẩm là bước quan trọng hàng đầu. Ngoài ra, việc xin giấy phép kinh doanh để đảm bảo hoạt động tuân thủ theo quy định cũng là điều cần thiết. Lựa chọn nguồn cung cấp phân bón và thuốc trừ sâu uy tín, chất lượng là một yếu tố quan trọng. Bạn cần tìm đối tác đáng tin cậy để đảm bảo sản phẩm mình cung cấp an toàn và hiệu quả. Bên cạnh vốn đầu tư chính, bạn cũng nên có một nguồn vốn dự trữ để đối phó với những rủi ro không mong muốn. Kinh doanh phân bón và thuốc trừ sâu là một lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt nếu bạn đang sống ở nông thôn, bởi nhu cầu cho các sản phẩm này luôn cao trong cộng đồng nông dân. Đây có thể là cơ hội tốt để phát triển kinh doanh và tạo ra nguồn thu nhập ổn định trong thời gian tới. Sau khi tìm hiểu về các cách kiếm tiền tại nông thôn, chúng ta có thể thấy rằng làm giàu không chỉ giới hạn ở thành phố, mà còn hoàn toàn có thể thực hiện thành công ở nông thôn. Từ việc nuôi cá, trồng nấm, cho thuê xe chở hàng, mở cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa tươi đến phân bón và thuốc trừ sâu, mỗi mô hình đều mang lại tiềm năng lợi nhuận và cơ hội phát triển. Điểm chung của những cách kiếm tiền này là cần có sự nỗ lực, kiên nhẫn và kỹ năng quản lý kinh doanh. Đồng thời, việc tìm hiểu thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng và xây dựng uy tín, thương hiệu cũng là những yếu tố quan trọng để thành công. Dù bạn là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm kinh doanh, áp dụng những ý tưởng này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính và xây dựng cuộc sống ổn định hơn tại nông thôn. Điều quan trọng là không ngừng học hỏi, thích nghi với thị trường và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để có thêm góc nhìn về phát triển bản thân, phát triển kinh doanh và đầu tư, hãy xem lại những video mà kênh chúng tôi đã chia sẻ trước đây. Nếu video này hữu ích với các bạn, xin hãy comment bên dưới và chia sẻ video để nhiều người cùng biết. Đừng quên like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất về đầu tư, tài chính và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.